Xin chào mọi người, có thể nói Tết là dịp để chúng ta có thể bày tỏ lòng cảm ơn với những người đã luôn bên cạnh và giúp đỡ mình. Và để có được thành công như ngày hôm nay thì Bảo không thể không cảm ơn hai người phụ nữ quan trọng nhất trong cuộc đời, đó chính là mẹ và bạn gái. Vì thế ngày hôm nay thì Bảo đã quyết định đi mua quà tặng Tết cho hai người phụ nữ đặc biệt này. Nhắc đến địa chỉ mua nước hoa, mỹ phẩm chính hãng thì Thế Giới Nước Hoa chính là sự lựa chọn số 1, vì đây là địa chỉ mua nước hoa uy tín nhất Sài Gòn nói riêng và Việt Nam nói chung, với hệ thống 50 cửa hàng trên toàn quốc. Không gian tại đây thì siêu rộng, được trưng bày đầy đủ các dòng nước hoa đến từ những thương hiệu nổi tiếng thế giới như là Gucci, Versace, Lancôme, YSL. Tại Thế Giới Nước Hoa thì có rất nhiều những cái phân khúc giá và thương hiệu cho mọi người thoải mái lựa chọn. Vì thế, khi cần mua nước hoa hay là mỹ phẩm, bạn bè và đồng nghiệp của Quang Bảo đều chọn tới Thế Giới Nước Hoa. Đặc biệt, đợt Tết Giáp Thìn này là dịp sale lớn nhất của Thế Giới Nước Hoa, nên Thế Giới Nước Hoa có rất là nhiều những ưu đãi giảm giá hấp dẫn lên đến 50%. Xét qua Tết gồm nước hoa và mỹ phẩm ưu đãi đến 50%, nước hoa lẻ cũng ưu đãi đến 50%, mỹ phẩm mua 1 tặng 1 và quà tặng kèm theo giá trị đơn hàng lên đến 3,2 triệu đồng. Quá là hấp dẫn đúng không nào? Năm nay thì nhìn thấy mẹ đã có tuổi nên cần phải chăm sóc kỹ lưỡng hơn về da. Và sau khi được các bạn tư vấn viên tư vấn một cách rất là chu đáo thì Bảo đã quyết định sẽ chọn set có tên là Hoa Cỏ Mùa Xuân. Nghe chúng tên một bài hát đúng không nào? Set này thì gồm tận 4 món. Đầu tiên là một chai nước hoa full box 100ml có tên gọi là Bocoi Charm Mystery EDP. Đây là chai nước hoa đến từ thương hiệu nước hoa niche của Đức, Bocoi. Chai nước hoa này sở hữu làn hương làm say đắm lòng người với một hương nước hoa ngọt ngào, mang hương hoa, trái cây và một chút vani. Chai nước hoa được thiết kế đơn giản với phần nắp da màu hồng, được khâu hoàn toàn bằng thủ công, logo in chìm tỉ mỉ đến từng chi tiết, đem đến vẻ ngoài vô cùng tinh tế và sang trọng. Bên cạnh đó thì còn có một dầu gội và một dầu xả của thương hiệu mỹ phẩm thiên nhiên -417 giúp nuôi dưỡng và chăm sóc tóc từ bên trong với các khoáng chất và vitamin đến từ biển chết của Israel. Chưa hết đâu, một chai sữa tắm dưỡng ẩm cũng của thương hiệu mỹ phẩm thiên nhiên -417 nuôi dưỡng, cấp ẩm, mang lại một làn da vô cùng mịn màng. Và đây là set quà mà Bảo sẽ dành tặng cho bạn gái, mang tên là Hương Sắc Nàng, gồm có 3 sản phẩm. Đầu tiên sẽ là một nước hoa Nasico Rodriguez For Her EDP 30ml. For Her mang đến mùi hương tràn ngập nữ tính với sự kết hợp đầy tinh tế giữa hoa hồng và quả đào, hổ phách sắc nét, hương gỗ lắng động và đặc biệt là xả hương gợi cảm, tạo nên sức hút khó cưỡng cho nàng. Một hộp mặt nạ chống lão hóa gồm 10 miếng của thương hiệu mỹ phẩm thiên nhiên nổi tiếng Hàn Quốc The We Tree với thành phần gồm có collagen và phức hợp peptide tiên tiến, mang lại làn da đầy đặn, dẻo dai và độ đàn hồi rõ rệt. Và một thỏi son của thương hiệu mỹ phẩm Nhật Bản Yume Sakura, màu cam bí ngô tươi tắn, lớp son mềm mịn mượt mà. Không chỉ có những món quà mà bất kỳ người phụ nữ nào cũng cần và thích sử dụng, set quà Tết này còn được đặt trong một chiếc hộp màu đen sang trọng, độc quyền của Thế Giới Nước Hoa, nên rất thích hợp làm quà tặng Tết. Là một người thường xuyên phải tiếp xúc với công chúng, vì thế nước hoa là hành trang không thể thiếu của Bảo. Một mùi hương phù hợp không chỉ giúp mình thể hiện phong cách cá nhân, mà qua đó còn giúp mình tự tin thể hiện cá tính của bản thân. Vì thế Bảo rất là kỹ tính trong việc lựa chọn nước hoa. Khi mà chia sẻ với các bạn tư vấn thì các bạn đã chọn ngay cho Bảo một mùi hương vô cùng ấn tượng. Phải nói là Bảo vô cùng thích mê ngay từ cái lần xịt đầu tiên. Chính là em này đây, nước hoa Portofino EDP. Đây là một loại nước hoa unisex dành cho cả phụ nữ và nam giới, đến từ thương hiệu nước hoa niche nổi tiếng Bocois. Mùi hương ấn tượng với những nốt hương cam chanh tươi mát, hòa quyện cùng với hương thơm tao nhã của đại dương xanh thẳm, rất thích hợp cho Bảo dùng trong nhiều dịp khác nhau. Chai nước hoa này đang được sale 10% và tặng kèm quà trị giá là 2,2 triệu luôn nha. Quá là hời luôn nha các bạn ơi. Khi mua hàng tại Thế Giới Nước Hoa thì các bạn an tâm về chất lượng sản phẩm cũng như là nguồn gốc xuất xứ nha. Tất cả các sản phẩm kinh doanh tại Thế Giới Nước Hoa đều có giấy tờ nhập khẩu chính ngạch và hoàn toàn có thể xuất VAT, nên bạn hoàn toàn có thể yên tâm mua để sử dụng hoặc là mua tặng những người thân yêu nhân dịp Tết này. Ưu đãi chỉ đến hết ngày 18 tháng 2. Hãy nhanh chân đến Thế Giới Nước Hoa để mua quà tặng cho người thân, gia đình hoặc chính bản thân mình để chào đón một năm mới Giáp Thìn 2024 nhiều tài lộc bạn nha.